Thưa quý vị, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, 100% học sinh tiểu học phải được học 2 buổi một ngày. Trong mùa hè này, việc xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học trên địa bàn quận Liên Chiểu, quận có tỷ lệ học sinh học 2 buổi một ngày thấp nhất thành phố, tiếp tục được chú trọng triển khai. Năm học trước, tỷ lệ học sinh học 2 buổi một ngày tại trường tiểu học Phan Phu Tiên chỉ đạt hơn 56%. Nhưng năm học này, với khối nhà 3 tầng khang trang được đưa vào sử dụng, 100% học sinh cả năm khối lớp đã được học 2 buổi một ngày. Đây là một niềm vui lớn với nhà trường, phụ huynh khi bài toán khó được giải quyết sau nhiều năm. Thì năm nay nhà trường đã được tăng thêm 10 phòng học, 3 phòng chức năng và các phòng làm việc của khu hiệu bộ. Khi các em được 100% học 2 buổi trên ngày thì rất thuận lợi cho công tác quản lý cũng như là tổ chức các cái hoạt động dạy học cũng như các cái hoạt động ngoài giờ lên lớp, đem đến cho các em một cái sân chơi bổ ích với cả công bằng, là không có em nào một buổi hoặc hai buổi để các em chịu thiệt thòi trong các hoạt động ấy. Năm học 2023-2024, thành phố có 96,97% học sinh tiểu học học 2 buổi một ngày. Tỷ lệ này ở quận Liên Chiểu đạt 80,7%, Cẩm Lệ đạt 98,06%. Năm quận huyện còn lại đạt 100%, trong đó 100% học sinh khối lớp 1, 2, 3, 4 học chương trình giáo dục phổ thông 2018 được học 2 buổi một ngày. Riêng khối lớp 5 quận Liên Chiểu 100% học sinh học 7 buổi một tuần. Mùa hè năm nay trên địa bàn quận Liên Chiểu có 11 công trình trường học được nâng cấp, sửa chữa nhỏ. Thì hè năm 2023 thì trường được Ủy ban dân quận đầu tư sửa chữa cái khối nhà khu B. Hiện nay thì đang tiến hành tổng dọn vệ sinh, rà soát lại các cái bàn ghế để đảm bảo cho cái số lượng học sinh. Nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày đối với lớp 1, 2, 3, 4 và 1 buổi đối với lớp 5. Đến nay, các trường học tại quận Liên Chiểu đã có được bộ mặt khang trang hiện đại. Tuy nhiên, để đảm bảo 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi một ngày, cần sự quan tâm tiếp tục đầu tư đồng bộ. Để đảm bảo việc hoàn thành đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 và thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, quận Liên Chiểu đã đề xuất một số vị trí đất quy hoạch xây dựng trường học. Tuy nhiên, một số vị trí đất quy hoạch xây dựng trường học đang vướng các khâu giải tỏa đền bù, thu hồi đất.